Nói rộng cho đến cũng tu hành trí nhất thiết trí. Lại nữa, này thiện hiện, bát nhã ba la mật đa thâm sâu đi đến chỗ nào, thì tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề đều đi theo. Nếu bát nhã ba la mật đa thâm sâu đến đâu thì tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác cũng đến đó. Giống như chuyển luân thương đi đâu thì đều có bốn bộ quần dũng mãnh tùy tùng. Nếu chuyển luân thương đến đâu thì đều có bốn bộ quần dũng mãnh theo đến. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu cũng như vậy, đi đâu đến đâu thì năm ba la mật đa, bố thí vân vân và các pháp phần bồ đề khác đều đi theo, hoàn toàn đạt đến trí nhất thiết trí. Giống như người điều phục giỏi điều phục xe tứ mã, tránh xa đường hiểm, đi vào đường tránh, đều theo ý muốn mà đi đến nơi đến chốn. Cũng vậy, bát nhã ba la mật đa thâm sâu này điều phục rất giỏi về tất cả ba la mật đa và tất cả pháp phần bồ đề khác, để tránh xa con đường nguy hiểm sanh tử niết bàn mà đi trên con đường chân chánh, tự lợi lợi tha để đạt đến trí nhất thiết trí đã cầu. Khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại bồ tát, làm sao biết được đạo hay phi đạo? Phật dạy: thiện hiện đạo của thanh văn độc giác, đạo của phàm phu, chẳng phải là đạo của đại bồ tát, vì nương vào đó không thể đến trí nhất thiết trí. Nên bát nhã ba la mật đa thâm sâu phát sanh tất cả pháp phần bồ đề, đạo của đại bồ tát ấy, dựa vào đây nhất định đạt đến trí nhất thiết trí. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa thâm sâu xuất hiện trên thế gian là một đại sự, gọi đó là thị hiện tướng đạo phi đạo của chúng đại bồ tát, để các đại bồ tát ấy biết đạo hay phi đạo mà mau chóng chứng đắc trí nhất thiết trí. Phật dạy: thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông đã nói. Bát nhã ba la mật đa thâm sâu xuất hiện trên thế gian là một đại sự, gọi đó là thị hiện tướng đạo phi đạo của các đại bồ tát, để các đại nghiệp